Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Rock Channel. Ok, ngày hôm nay tới cái sự kiện lật thẻ bài anh em. Một cái sự kiện cũng là giống dạng như là sự kiện tiêu game để anh em có thể có được cái tượng chỉ huy. Ok, ngày hôm nay mình sẽ mở test thử xem một số tượng chỉ huy. Xem thử nó như thế nào. Hết game rồi mà vẫn vẫn máu chơi mấy cái này anh em. Chơi cái này nó vẫn vui vui sao á. Vẫn có cái thú vị anh em. Ở đây nó mấy anh em nào chưa lật thì nó có những tượng con chỉ huy mà anh em có thể lựa để chơi. Mỗi một đợt thẻ bài như vậy thì nó sẽ cho anh em cơ hội là 10 lần. Cơ hội là 10 lần này anh em, để anh em có thể lật con chỉ huy nào anh em thích. Bất kể con chỉ huy nào anh em chọn cũng được nha anh em. Đây ở đây nó có rất nhiều chỉ huy cho anh em chọn. Anh em thiếu tượng con nào thì mình lật tượng con đó thôi. Nói chung cái trò này dành cho mấy anh em máu bài bạc. Tôi thì cái mâm nào tôi cũng có đó, cái mâm nào tôi cũng cắn ít chơi cho vui. Ok, bây giờ mình sẽ thử lật con Alex thử coi như thế nào nha anh em. Đây, ở mỗi một lần lật như thế này thì anh em sẽ có được 3 tượng chỉ huy Alex. Đây anh em có thể thấy nó nè. Một lần trúng thì được một tượng và một lần trúng nữa anh em sẽ được hai tượng, là tổng cộng một lần chơi như vậy anh em sẽ được 3 tượng Alex. Ok, bây giờ mình sẽ chơi. Là cái này nó ngẫu nhiên nhưng mà anh em phải nhớ nha, mình chơi trò này mình cũng ít nhớ lắm. Đây một con Alex nè. Mình sẽ lật tiếp cái chỗ này. Sẽ bít bỏ nè. Chiều vàng nè. Alex nè. Rồi được một tượng rồi nè anh em. Một con Alex nó nằm trên đây nè, là mình được một tượng. Rồi anh em lật còn lại để kiếm con thứ hai thôi. À XP, hồi nãy XP hình như mình có bên này XP nè. Đó, hai cái XP nè. Tiếp tục lùng con Alex thứ hai anh em. Đây nó đây rồi. Chắc chắn là nó nằm ở dưới đây. Dám cả với mấy ông là bốn con này sẽ có một con Alex thứ tư, hai tượng. Rồi sẽ biết lật luôn cái nãy mình có. Anh em lưu ý là những cái mình lật rồi thì mình sẽ không bị mất game nha. Ví dụ cái này tôi lật rồi này, này nó không mất game thì cứ mở thoải mái, không vấn đề gì cả. Đây một tượng Alex nằm đây nha anh em. Rồi bây giờ mình đã mở hết tượng Alex rồi thì anh em thích anh em mở tiếp hai lần lật này cũng được, còn không thích thì thôi. Mình lật những cái mà được miễn phí như vậy để mình tìm thôi. Vàng. Xe buýt. Chìa vàng. Xe buýt. Xe buýt. Đây, nó đây. Ok, cái này chắc chắn là chìa vàng thì hai cái dưới này là chìa vàng nè anh em. Hoặc là một cái ở đây là red là vàng thì ở dưới đây là vàng. Thì mình không cần phải tốn game mình lật nữa, mình lật cái này chủ yếu là mình lấy tượng thôi. Cho nên anh em mình sẽ tiếp tục mình sang vòng thứ hai để mình chơi tiếp. Để mình kiếm 3 tượng con Alex tiếp tục. Nó vẫn là vòng của Alex nha anh em. Speed 3 giờ. Một tượng Alex nè. Speed 3 giờ này, anh em lật luôn cái Speed 3 giờ này lấy luôn nó nè. Tượng Alex chỗ này nha. Chỗ này khó nhớ vãi. Speed 6 giờ. Chì vàng. Red. Tượng Alex nè anh em. Đây nè, đây cái nãy mình lật có cái ở đây nè.
Đó là được một tượng Alex. Tiếp tục mở dưới đây đi. À, mở dưới đây đi. Hai tượng Alex nè. À, nó nằm ở đâu ta? Đây. Rồi chì vàng, nãy mình có một cái chì vàng. Chì vàng ở đâu nhỉ? Đây. Rồi còn một tượng Alex, hy vọng là sẽ không tốn nhiều game để mình lật con Alex. Đây nó đây. Speed nè anh em. Hai cái speed nè. Ủa còn phát nữa không, ra tốn game ghê ta. Ra đi mày. Rồi ok. Hai tượng. Cái này nó là cái gì? Thôi cái này red thì chắc chắn là cái này nó là red nè anh em. Thì mình bỏ đây cũng được, mình chơi lại vòng khác. Mình bỏ đây mình chơi lại, không nhất thiết bây giờ mình lật cái này mình sẽ mất 300 game nè, nên mình không lật nó mình bỏ. Là bây giờ mình sẽ đổi hướng anh em, mình chơi mình lật ở dưới, mình lật lên thì xem nó như thế nào. Oh, red. Vàng. Vàng, thôi lấy vàng đi, lỡ lật rồi. Alex nè. Tụ ghê không? Tôi mở một phát dính luôn hai một con Alex nè. Rồi, chắc chắn là nó nằm ở khúc này rồi. Giờ mở giữa đi. Speed nè. Speed với XP. Alex nè. Speed. Speed, lấy hai cái Speed anh em. Còn một con Alex nằm ở đâu? Một con Alex nằm ở đâu? Nằm ở đây. Chà. Đây có XP nè anh em. Một con Alex nằm ở đâu? Xui dữ trời. Lật hết luôn rồi. À, nhân tiện mình nói luôn cho anh em nè, nếu mà anh em nào ví dụ mình chịu hồi mình chơi mà ví dụ nó qua một cái lần vòng quay á, mà những cái lần vòng quay mà anh em không thể có quay được để có đủ tượng á, thì anh em có thể là chơi cái thẻ bài này để lật bổ sung những con tướng còn thiếu, những cái tượng còn thiếu để mình chịu hồi nó về, anh em lật thẻ bài này vẫn có thể chịu hồi nó được nha anh em. Ok, clip đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một sub kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi xin chào anh em nhé.